tất cả mọi người, thì ngày hôm nay Tina đã tới cái quán nước này, đó là quán nước mía Vườn Cao tại Củ Chi. Bây giờ Tina sẽ vào review nước mía cho quý vị coi nha. Thì quý vị đi theo chân Tina nha. Mời mọi người đi theo nghe cái đi nha. Đi nào nha. Đinh. À, chị ơi cho hai dĩa khoai mì. Dạ dạ. Đem ra bàn giùm em luôn nha chị. À này bưng đây luôn đi. À bưng đây đem ra luôn ạ. À. Em hai dĩa bao nhiêu vậy chị? Hai dĩa thôi. Là một dĩa. Thì sau khi mà chuẩn bị coi người ta đang múc khoai mì á thì giờ mình coi đó, cái nước dừa cực kỳ luôn, trời ơi nó trắng và nó cảm thấy là cái gì béo luôn á. Rồi cảm ơn. Rồi mọi người đi theo chân Tina và Candy nha. Đây là nước mía. Mọi người ơi, thì trong khi mà đang đợi hai ly nước mía thì Tina và Candy sẽ ăn cái món trời ngon quá, khoai mì nước dừa đó. Rồi cảm ơn. Ờ ơi cái vị nước đó nha, cái vị nước dừa nha, không phải là ngọt mà cái nỗi mà ngọt ngay á mọi người, cái này là không phải là ngọt ngay, nó ngọt vừa ăn để cho mình cái với lại cái vị béo á nó làm cho mình không ngán đó mọi người. Còn chờ để Tina ăn thử cái khoai mì này coi nó làm sao nha, cho nó có dẻo có ngon không nha. Khoai mì á luộc là vừa dẻo nè, vừa thơm nè, nói chung là không tả nổi luôn á quý vị. Cái vị ngọt của nó không có gọi là ngọt cắt mà ngọt của nó là vừa miệng mình. Bây giờ Tina sẽ thử qua cái nước mía cho quý vị coi nha. Trời ơi, nước mía thì lại thơm cái mùi sầu riêng đó, thơm cái mùi sầu riêng và có vị béo của sữa nữa nha quý vị nha. Nước mía này là có 102 luôn á. Tina là nghe danh nước mía Vườn Cao ở đây tại Củ Chi này rất là lâu rồi, nhưng ngày hôm nay Tina có đi ngang và ghé và tấp vô đây để mà review cái nước mía và cái bánh khoai mì này cho quý vị xem. Là nói chung là mọi thứ đều ngon hết. Bây giờ không cản nổi để Tina ăn xíu đi, Tina nói. Đây. Candy uống nước mía này cũng rất là nhiều nơi rồi. Thật sự với mọi người là nước mía ở đây rất là ngon. Cái vị của nó làm không có gắt như chúng ta suy nghĩ là sẽ ngọt. Quý vị thấy không, tuy là không có phải là màu mè gì hết, chỉ là một cái quán lề đường thôi nhưng mà cực kỳ nổi tiếng đó. Tại sao người ta lại nói là nước mía Vườn Cao, tại sao lại như vậy? Tại vì nó khác biệt, cái này là một cái tên là khác biệt tất cả những cái nước mía lề đường khác, và những cái quán ăn khác cũng có nước mía luôn, nhưng cái vị nước mía đó không giống như cái vị nước mía này. Ta kêu là nước mía này là nước mía vị thần thánh đó mọi người. Đó là trong cái nước mía không có ngọt quá đó, nhưng mà nó lại có cái vị sữa, cái vị sầu riêng, cái mùi vị sầu riêng thì hơi thông thoảng rồi chứ không phải là thơm ngát đó. Thì nói chung là Tina ngày hôm nay là trời ơi, tự nhiên đang đói bụng nữa mà lại ăn khoai mì rồi uống thêm cái nước
mía này nữa. Trời ơi, ta nói á nha, bá cháy bồ chét luôn nha quý vị nha. Trời ơi, không cản lại được luôn. Bây giờ có ai mà có công việc mà gấp gấp á là kêu Tina một cái, Tina cũng bỏ luôn, Tina vẫn ăn đó. Ngon quá đây. Có những cái cộng sợi, cộng sợi găng trong khoai mì á quý vị. Nếu ai mà là dân Củ Chi rồi á thì lúc nào cũng biết về cái quán này hết đó. Tại sao lúc nào quán cũng đông khách đến như vậy? Tại vì ở đây có món nước mía thần thánh, không có chỗ nào có hết. Và cái món khoai mì này cũng không có chỗ nào mà làm giống được luôn đó. Quý vị thấy không, rất là đông khách luôn, từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, sáng tới chiều, từ chiều tới tối làm hoài luôn, khách không ngưng nghỉ được. Nếu ai mà lại dân ở Sài Gòn hay là bất cứ đâu mà đi ngang cái nước mía Vườn Cao này á, thì hãy vào trong thưởng thức một ly nước mía ngon, một dĩa khoai mì cực kỳ thơm ngon. Và nói chung là cảm thấy mình ăn vô cái gì khoai mì á, cảm thấy ấm lòng luôn á quý vị. Khoai mì là cực kỳ mát cho sức khỏe luôn đó. Đây Tina ăn nè. Trời, nó có cái mè nữa, cái vị thơm của mè nữa. Ai mà đi ngang đây á, thì nên tấp vào đây thưởng thức một ly nước mía thần thánh để cho biết là Tina ở đây không có nói xạo. Đó. Tina là cái nào ngon Tina nói ngon, còn cái nào không ngon là Tina nói không ngon, chứ không phải là ở đây là cái món nào Tina cũng nói ngon là không có. Tina cực kỳ khó ăn luôn, khó ăn với khó ở nữa mọi người, ngộ lắm đó. Em mà ăn cái gì không ngon là bắt đầu em quạo, em cấu gắt liền. Em muốn em về em ăn không ngon là bắt đầu em bỏ ngang liền. Còn này em sẽ ăn cho hết và em uống cho hết luôn, xong rồi em sẽ đảo về Sài Gòn lại. Đó là cái cảm giác lúc đó là em sảng khoái lắm mọi người đó. Sau khi Tina ăn và thưởng thức cái vị của khoai mì và nước mía Vườn Cao, nước mía thần thánh này á, thì Tina cảm thấy là rất là vui, rất là mát mẻ trong người rồi, sảng khoái quá rồi. Thì bây giờ kênh của Tina xin kết thúc tại đây nha. Nếu mà quý vị cảm thấy hay thì hãy vào like và share cho Tina nha. Xin cảm ơn ạ. Và Tina và Candy xin chào và tạm biệt quý vị khán giả nha. Bye bye. Ăn tiếp thôi.